Nhiều người vốn rất quen thuộc với một Nam Định còn gìn giữ nhiều nét bình dị của làng quê Việt từ xa xưa. Nhưng hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá một Nam Định giao thoa phong cách giữa Đông và Tây. Nhắc đến những nét văn hóa phương Tây ở Nam Định, nhất định phải kể đến nhà thờ Bùi Chu thuộc xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường. Đây là nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc Baroque, kết hợp hài hòa giữa phong cách Tây Ban Nha và phương Đông. Hiện nhà thờ đang được hạ giải và sẽ được xây mới với kiến trúc tương tự. Đến đây, đừng quên ghé thăm Tiểu Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai, một trong ba vương cung thánh đường duy nhất tại Việt Nam. Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội nằm ở trung tâm của xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Đây là một trong những nhà thờ có diện tích lớn nhất Việt Nam, cũng là một trong ba vương cung thánh đường duy nhất ở nước ta. Vương cung Thánh đường là một danh hiệu được tôn vinh bởi giáo hoàng, xét về mức độ cổ kính, tầm quan trọng lịch sử và ý nghĩa tâm linh đối với giáo hội Công giáo Roma. Bà ơi, con thấy là ở nhiều nơi khác thì người ta chỉ gọi là nhà thờ giáo xứ thôi. Nhưng mà tại sao ở đây mình lại có một cái tên gọi là Vương Cung Thánh Đường ạ? Ở đây thì là được giáo hoàng phong tặng này, là coi là của to nhất của Đông Dương, cho nên là được phong tặng là Vương Cung Thánh Đường. Ở đây thì coi là đền thánh của Đông Mẹ đây là có hai quả chuông to mà cao nhất, coi là lên đấy coi là nhìn thấy hết cả được xứ Phong Nhài. Và dĩ nhiên khi đến đây rồi thì Thảo Hiền không bỏ qua cơ hội được chiêm ngưỡng tầng tháp chuông đặc biệt này. Khung cảnh ở đây thực sự rất xứng đáng sau khi leo 4 tầng tháp chuông vừa cao vừa dốc. Hành trình đi tìm những nét văn hóa du nhập từ phương Tây ở Nam Định dẫn tôi đến xã Hải Minh, Hải Hậu, nơi nổi tiếng với nhiều nghề thủ công lâu đời. Đến đây rồi thì nhất định chúng ta phải ghé thăm một ngôi làng Tây giữa lòng Hải Hậu. Ngôi làng Phạm Pháo được nhiều người biết đến với nghề làm kèn Tây truyền qua nhiều đời. Ngoài việc sửa chữa kèn, các xưởng kèn ở đây còn nhận làm kèn mới theo đặt hàng của khách. Mỗi chiếc kèn có đến hàng trăm chi tiết nhưng hầu hết đều được làm thủ công. Các công đoạn đánh bóng, tạo âm đều được hoàn thành bởi sự tỉ mỉ của người thợ. Do thế mà đôi khi họ mất đến gần một tháng để hoàn thành một sản phẩm ưng ý. Trên thân của mỗi chiếc kèn thì đều được ghi rõ năm sản xuất và bật mí cho các bạn là chiếc kèn này đã được 208 tuổi rồi. Vậy thì mình làm thế nào để làm ra được một cái kèn mà cho ra được cái âm thanh hay nhất ạ? Âm thanh hay nhất của trong cái kèn này, chất liệu đồng là phải loại chất liệu đồng gì để cho làm cái nghề kèn. Nếu mà một chất liệu đồng mà nó nhũn quá thì tiếng âm thanh nó ỉu, mà phải căng lên, pha chất liệu đồng nó cao hơn để cho độ vang nó có. Thì cháu thấy là ông làm được các loại kèn như thế này thì chắc là ông cũng biết thổi kèn rất là hay đúng không ạ? Kèn hay thì tôi chỉ biết thổi những cái kèn ra âm thanh ra bài được thôi. Còn nếu mà hay như các nghệ sĩ thì tôi không làm được. Nhưng có cái hay hơn nghệ sĩ là cái loại kèn nào tôi cũng sử dụng được. Vì biết được cái âm lượng của nó để mình chỉnh được nốt kèn, âm kèn chuẩn. Chúng tôi làm ra kèn gì thì ta thổi được kèn đấy. Ở đây đúng không? Ba ngón này ở đây, ngón này úp vào đây, tay này. Tức là mà không mở miệng mà mím môi và khi đánh đầu nữa. Đúng rồi. Thế mà mình thấy mình thích thổi dài thì nó dài ra. Rồi. Xong rồi thổi cao. Nếu này lên cao. Đấy. Chứ cần ấn. Ngày lễ hội, người thợ làm kèn trở thành nhạc công chơi nhạc trên lễ đường. Tiếng kèn bình dị của họ là những thanh âm đầy sao xuyến cho du khách ghé thăm mảnh đất xinh đẹp này.